Rồi xin chào các bạn ha. Hôm nay mình sẽ tiến hành mình ghép những cái mai con để cho các bạn xem. Đây là cái mai quấn rễ nè. Thì đã nuôi thời gian và nó to rồi nè các bạn. Thì bây giờ có thể có ghép được rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình chia sẻ cái kinh nghiệm ghép cái mai con. Thì cái giống á. Giống á, đây là cái giống mai cúc dạng thọ ha các bạn. Thì có nhiều ghép thì cái nào ta chọn cái giống nào mà nó mạnh khỏe và nó bông nó đẹp, nó nở nhiều thì làm giống thôi. Thì đây là cái giống cúc dạng thọ, mình thấy nó nở bông cũng đẹp quá thì mình tiến hành mình ghép ra ha. Thì đây là cái mai cúc ghép này, nhỏ thì mình sẽ ghép khoảng 4 cây để cho các bạn xem đó. Thì đầu tiên mình sẽ ghép cái này. Thì đầu tiên cây này cao, chúng ta cắt cái tầm khoảng chừng 5 phân đó các bạn, thấp thì cũng càng tốt ha. Chúng ta chuẩn bị là phải cây kéo nữa các bạn, và cái cây dao này là cây dao cái loại nhỏ nè. Rồi cái dao loại lớn, cái này là cây dao gọc giấy nè. Mình ghép cây nhỏ thì mình xài cái loại nhỏ. Rồi thì đối với ghép đó, mình xin giới thiệu thì đây là cây hai cây bị mai dao ha, một cây lớn và một cây nhỏ. Thì cái này thì mình ghép những cái cây nhỏ, còn cây dao cái loại lớn đó thì mình ghép cái lớn. Thì bây giờ đây cây này nó xíu rồi nên mình sẽ chọn ghép cái dao nhỏ này ha. Rồi thì đầu tiên các bạn rất là dễ thôi. Rồi thì đầu tiên chúng ta tiến hành là cắt ngang thân này. Thì các bạn ngang tới đây là vừa ha. Thì các bạn nào mà đó các bạn, thì các bạn nào mà chưa có biết ghép á, hoặc là mới ghép á, thì chúng ta có thể ghép vỏ. Còn nếu có này có hai cách ghép các bạn, thì đây cái bo nè, thì giờ mình sẽ gọt lại, mình cắt ra xong mình gọt lại đó. Thì cái này mình làm chậm rãi để cho các bạn biết ha. Nó thì sau khi mà cắt xong chúng ta dựng cái bo lên thì mình ghép cái cành này, cái cành này, cái mình sẽ ghép cái chòi này nè. Nè các bạn thấy không, nó ra nè. Thì ghép gì thì cái số lượng ghép chúng ta lo nhiều hơn, dễ thôi các bạn đó. Rồi cái các bạn nào mới biết ghép thì chúng ta có thể tách vỏ. Bây giờ mình sẽ ghép một cái đầu tiên thì sẽ tách vỏ cho các bạn xem. Tách vỏ thì chúng ta lựa phải cây phải lớn hơn ha cho nó dễ, còn thôi thì chúng ta trẻ. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình ghép tách vỏ cho các bạn xem. Tách vỏ trước đi ha, để mình xem cái độ cây như thế nào và mình ghép cho các bạn xem. Thì ghép tách vỏ nè, nó sẽ dễ dính hơn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình ghép tách vỏ cho các bạn xem. Thì cây này nó ghép thì cái phía trong bên này nó mới hợp lại ha. Thì cho nên mình sẽ tiến hành mình ghép ở phía trong để cho các bạn xem. Đây tách vỏ ha các bạn. Cây này dặn tách vỏ. Tách vỏ thì cái lớp tế bào của nó dễ dính hơn đối với anh em nào mới ghép á. Đây thấy không, đây rồi chúng ta tách ra cái lớp ra thôi. Đây, cắt ngang đây nè các bạn, để ghép chữ L ha. Nó chúng ta mồi nhẹ ra cái lớp vỏ ra nè đó. Rồi hồi mình sẽ nói thêm về cái vấn đề này ha. Đó. Rồi đó các bạn, đây là ghép tách vỏ ra. Thì cái như ưu điểm của cái tách vỏ này là các bạn, thì tại cái lớp ngang cái lớp mà của cái tế bào của cây á, nó phát triển cái là một lớp tế bào lên rất là mạnh, cho nên khi mà chúng ta gắn vô thì mọi bề mặt tiếp xúc với cái bề mặt ở trên cái gỗ của cái mà của cây gốc ghép này, cây mai này nè, thì bắt đầu nó sẽ đùng lên, nó ăn vô cái bo ghép của chúng ta rất là dễ dính. Còn đối với chúng ta ghép trẻ vô thì không có cái lớp, tại vì trên đây nó có cái lớp tế bào mỏng đó các bạn, nó sẽ hình thành lại cái sau khi mà chúng ta cắt như này thì nó sẽ hình thành lại cái lớp da, nó sẽ tái tạo cái lớp da lại. Thì cho nên khi mà nó u nó sẽ đùng lên, nó ăn vô cái mà bo ghép chúng ta rất là mau. Còn khi mà chúng ta ghép trẻ vô thì cái lớp tế bào này nó rất là ít, nó chỉ còn hai bên phía cái da chúng ta cắt ra thôi. Thì cho nên là chúng ta ghép là cái tỷ lệ mà nó thành công rất là khó. Đối với anh em kinh nghiệm nhiều thì ghép dính mới thành công cao ha. Rồi thì đây là cái ghép cái tách vỏ nè.
Rồi mình sẽ ghép cho các bạn xem. Đây là cái bo, đúng không? Rồi mình sẽ lấy ra nè, cắt ra. Đó các bạn, thì sau khi cắt cái bo ra xong thì mình bắt đầu tiến hành mình xử lý lại ha. Lá này cắt bớt đi một miếng rồi. Rồi mình cắt cho nó ngắn lại các bạn. Để dành cho mấy anh em mới tập ghép ha, lấy xem video này tham khảo. Rồi đây mình cầm nè, mình chẻ nè các bạn, mình chẻ từ đây xuống nè. Đó, chẻ sao mà cho nó thẳng ha, nhớ chú ý cho nó thẳng, không hoặc là chúng ta vuốt lại. Sau khi chẻ xong thì chúng ta vuốt lại ha. Vuốt lại cho nó láng, đằng cái bề mặt tiếp xúc nó rộng hơn. Đó rồi chúng ta nè, bạn thấy không, ta cắt một cái đường thẳng xuống, cái đường này nhỏ thôi các bạn. Nó là xong, đó là xong rồi nè các bạn. Thì cái bò ghép ta đã, cái bò ghép ta đã xử lý xong ha. Rồi chúng ta gắn vô thôi. Đối với cái mà nó dư thì chúng ta gọt thêm ha. Đối với chúng ta mở cái miệng nhỏ quá nè, ngắn nè, mà ngắn thôi các bạn ơi, dài quá nó xấu lắm. Đó xong, ghép vô thì thời gian nữa nó dính vô thôi các bạn, bình thường thôi ha, nó vừa khính luôn. Rồi thì cái băng, cái đây là cái loại băng keo ghép chuyên dụng mà mình hay sử dụng mà. Này trên mạng bán nhiều lắm các bạn ơi ha. Rồi bực miệng ra thì cái này có thể các bạn lấy cái bọc miếng này luôn, chúng ta quấn vô luôn vẫn được bình thường. Nhưng mà chúng ta sử dụng cái bọc có hai cái mà cái vấn đề mà các bạn có thể sử dụng ha, quấn lên bích luôn vẫn được, vừa làm cái dây ghép mà vừa làm cái bọc ra luôn. Thì ở đây thì mình sẽ tiến hành mình làm cái bọc để cho các bạn xem, làm cái bọc ha, không có quấn lại luôn ha các bạn. Ghép này thì nói chung cái này đơn giản thôi. Đó, ghép cái trò ra thì sau khi nó phát triển ra thì rồi nó sẽ dính vô thôi các bạn. Nó một cây thì mình sẽ ghép hai cây mở cái vỏ, và hai cây mình sẽ ghép mà cái cắt vô cái phần gỗ ha, đều dính hết thôi các bạn. Nhưng mà cắt vô phần gỗ thì nó sẽ khó hơn. Đây một rồi xong. Rồi mình sẽ tiến hành mình lấy cái bọc nè. Đây mình làm cũng nhiều rồi, mình lấy cái bọc ha, chùm lại. Bỏ miếng nước vô thôi các bạn. Bỏ tí nước vô nè. Chúng ta phải dò lại để vô cái vòi vũ nước ra hết. Chỉ còn cái hơi nước trong này thôi. Rồi chúng ta chùm lại thôi. Rồi các bạn, thì sau khi mà mình chùm bọc lại xong thì bắt đầu mình buộc lại và để trong mát ha. Thì trong cái giai đoạn này nè, các bạn nên túi kích rễ ha, N3M hoặc là Atonis hoặc là một số cái loại dưỡng rễ gót 2 rồi đó, để cho nó phát triển cái bộ rễ mạnh lên. Thì đối với giai đoạn cây như thế này nè các bạn, chúng ta cắt ra các bạn. Mình nói thiệt cái đối với kinh nghiệm á, thì có thể cây nó có bị tình trạng nó bị chết luôn các bạn. Nó không có ra mà nó cũng không có dính luôn, mà nó chết nguyên cây luôn, nó bị suy á. Giống như cái rễ của nó bây giờ nó không có cái phát triển được á. Rồi cái đầu nó si, cho nên chúng ta nên tưới cái kích rễ hoặc Atonis vô trong giai đoạn này bình thường ha. Rồi một cây nè, đây là cái cách ghép về cái mở lọc vỏ ha. Thì đây là cách dễ nhất để chia sẻ anh em. Rồi cái thứ hai đó là mình sẽ tiến hành mình ghép thêm một cây về cái cắt mà lọc vỏ nữa để cho các bạn xem. Này mở ra cái miệng bằng cách lọc vỏ ha. Không hề khó ha. Rồi thì cũng như cây nãy thôi các bạn, chúng ta cắt lên một khúc thôi, vừa một khúc. Rồi xong thì đó mình ghép thì mình nửa gọt vô nè, gọt đầu lại. Đối với cắt thì nó có thể là nó mà bị dập cái phần đầu. Khi lên thì anh có nhiều anh em nói nhiều cũng mệt lắm các bạn ơi, tại vì nói đây cho các bạn hiểu thôi. Nó thì bây giờ mình sẽ tiến hành giống như nãy thôi. Đây mà lọc vỏ ra thì mình nói là cái, nếu các bạn mà mới ghép á, thì các bạn nên ghép cách này dễ hơn. Này các bạn bóp vô xong rồi chúng ta sẽ tiến hành ta lấy ra thôi.
Để các bạn nuôi cây nó mạnh thì cái vỏ này rất là dễ lột. Này các bạn, cái vỏ nó ra nè, thấy không? Đó. Thì trên này là nó có một lớp tế bào nè. Đó, nó rất là dễ cái kéo lại, nó làm lành cái vết thương của nó lại, cho nên nó, cái quá trình tiếp xúc của nó rất là dễ dính. Đây, tiếp tục ha. Để đây mình gọt đây khó. Này mình bấm nè. Sử dụng khúc rồi các bạn. Tiếp tục giống nãy thôi ha. Đây. Cắt bỏ. Nào khó quá thì lấy cái kèm bấm. Rồi xong gọt lại thôi các bạn. Gọt lại cho nó trơn láng trên cái phần đầu thôi. Thì cách ghép của mình là vậy đó, chia sẻ với các bạn luôn. Đây mình ghép chữ mà thường mình ghép bằng chữ L ra nè. Thấy không? Ghép như thế này thì giống như một cái nhánh nó đâm ra, dễ. Đối với cây lớn cũng vậy luôn các bạn. Đó thì mình sẽ chẻ nè. Chẻ phần nữa. 50-50 ha. Đó, rồi chúng ta dốt lại cho nó thật là bằng. Bằng phía này là để cái bề mặt nó tiếp xúc đó, các bạn. Nó được nhiều. Đó thì khi mà cây nó tự làm lành của nó, cơ chế tự làm lành của nó thì đầu nó đùng lên thì đầu nó ăn vô thôi. Đơn giản thôi, đây. Vừa hính luôn ha. Đó, rồi. Tiếp tục là cái đầu buộc con dây lại thôi. Rồi, cái này là xong cái cách ghép mà mở vỏ ha. Rồi cái đầu cách ghép chẻ vô, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ghép chẻ vô, cái nào ghép mà cái thành thạo thì chúng ta có thể ghép chẻ vô. Chẻ vô thì nó nhanh hơn cái mở vỏ này các bạn ơi. Chẻ vô chúng ta chẻ luôn cái là xong rồi ha. Rồi chúng ta gắn vô thôi. Đó. Đây là mình ghép cái cúc cúc mà vạn thọ của Bình Định ha. Rồi đây ngủ nãy thôi, mình cũng phải bỏ tí nước vô, bỏ tí nước vô cái này để tạo cái môi trường ẩm cho nó cây hết các bạn, cây nó tránh cái tình trạng mất nước. Nó ta đụng bọc xuống ha các bạn, càng thu nhỏ cái môi trường của nó thì cây nó cái bo nó ít có mất nước. Xong rồi đó các bạn, thì đây là hai cây mình đã ghép xong cái kiểu lọc vỏ rất là dễ dính. Rồi đầu tới cây thứ ba thì mình sẽ tiến hành mình ghép hai cây này, thì là cái cây hai cây này là bằng cái cách là ghép chẻ nè, để cho các bạn xem. Ghép chẻ thì tương đối nhanh nè các bạn. Rồi chúng ta cũng giờ dẫn gọt ha. Này là tại vì hướng dẫn mình làm chậm rãi để cho các bạn xem. Thì chúng ta ghép như thế này thì đối với những ta trồng cây mai lớn á, này mình ghép để mình giao lưu với mấy anh em mà mua giống ha. Rồi thì đối với khi mà lớn lên á thì bắt đầu nó liền sẹo liền cốt rồi không có thấy ha các bạn. Nè các bạn, rồi xong thì sau khi mà chúng ta cắt này xong, giống như cái nãy thì thay vì chúng ta lột cái vỏ ra thì chúng ta không có lột mà chúng ta sẽ chẻ xuống. Chúng ta sẽ chẻ xuống nè. Nè các bạn thấy không? Chúng ta chẻ nè, chẻ một ít ở phía ngoài dẫn phạm vô cái phiến phần gỗ nè. Thấy không? Rồi chẻ xuống. Đó. Đó các bạn, rồi chúng ta sẽ tiến hành chúng ta cắt ngang. Đó, như thế. Tại vì nè các bạn, thì sau khi chẻ như thế này thì ở cái phần giữa như thế này nè. Cái phần giữa đây nè. Đó, phần gỗ đó, nó không có cái tế bào, cho nên nó không có dính cái phần này mà nó chỉ dính hai cái phần mép nè, cái chỗ tiếp xúc giữa cái vỏ nè với cái phần gỗ nè, là ở đây nó có một cái lớp tế bào nó sẽ đùng ra để nó dính, thì chỉ có hai bên đây nên nó rất là ít, cho nên cái tỷ lệ của nó thành công của nó rất là thấp so với cái ghép nãy ha. Rồi thì đó là cái một số cái kinh nghiệm mình chia sẻ với các bạn, rồi sáng rồi mình ghép cho các bạn xem luôn, vẫn y cũ ha, cái này mình ghép chữ chữ L luôn. Đây. Ghép như thế này thì nó rất là dễ các bạn ơi. Nổi cây nó ra nó giót cây. Nè thấy không? Rồi tiếp tục giống nãy thôi. Mình cũng sẽ chẻ xuống ha. Cây này thì đó.
xong rồi các bạn chẻ xuống vậy ra thôi. Rồi gắn vô xong rồi các bạn, đó các bạn thấy không, hết luôn rồi. Thì để từ từ cái đầu cây nó sẽ tiếp xúc, nó dính lại nhau thôi, đơn giản vậy thôi các bạn ha. Ghép này là mình ghép giống luôn các bạn, ghép giống để giao lưu với mấy anh em á, để cây dạng thọ ha. Bông cũng rất đẹp, mình thấy rất đẹp á, tua tủa như cái bông dạng thọ vậy các bạn. Đây cái giống mình sưu tầm lâu rồi, mới thấy cái mặt bông của nó thấy cũng ok, đẹp. Nó cái dòng cánh xoăn các bạn, xoăn cánh nhỏ nhỏ lên thì giống như vậy, bao cái cánh dạng thọ luôn á. Cánh dạng thọ làm sao là nói là cái cây mai này, cái nó cái bông nó gì đó các bạn. Đó cái gì đây kia là cái dạng thọ ha. Rồi cũng cũ thôi các bạn, còn có vấn đề mà chùm bọc đồ thì nó cũng giống vậy thôi. Đây là cái chia sẻ các bạn kinh nghiệm ghép thôi. Đây, chùm vô. Này cái nhánh này nó hơi dài ha. Tận dụng rồi cái dây mà nãy chúng ta sử dụng, chúng ta hơi kéo xuống một chút để cho nó phủ xuống đây. Rồi chúng ta buộc lại. Xong rồi đó các bạn, một cây nữa ha. Rồi còn một cái bo này thì mình sẽ tiến hành mình ghép vô luôn. Bo này thì mình ghép theo cái đường thẳng đó các bạn. Đây rồi, đây là các bạn, mình sẽ lấy xong đem cây lên thôi. Cây này chắc cũng có đế cũng đẹp đó chứ. Thì toàn bộ đây là những cái dòng mai quấn gãy ha các bạn. Đó, xong rồi, giống như nãy thôi các bạn, chẻ xuống. Ở đây mình không có cắt là tại vì cái đường này là cái đường thẳng nha các bạn, cho nên mình không có cắt xuống. Rồi mình chỉ cần gọt vô thôi, này gọt xéo nè, gọt cái phần phía này dài. Ừ. Rồi tới đây gọt một ít. Rồi các bạn gắn vô thôi. Đó, vậy là xong rồi đó các bạn. Thấy không? Đây là ghép chẻ ha, phương pháp ghép chẻ. Rất là dễ. Rồi, thì sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta. Cái dây buộc lại thôi. Đó, mình vẫn sử dụng bọc ha. Cái này mình quấn lên bít luôn cũng được. Nhưng mà mình thấy cái sử dụng cái bọc nó hay hơn. Nó có cái nước chúng ta để trong trọng á, giữ ẩm tốt hơn, cây nó dễ phát hơn. Rồi đó các bạn, thì đây là hai cái phương pháp mình sẽ chia sẻ với các bạn ha. Rồi thì gắn lấy cái bọc như thế ha. Và chúng ta chùm lại thôi là xong rồi, kết thúc này xong rồi là kết thúc video luôn ha các bạn. Video chia sẻ về cái những cái kinh nghiệm cũng như là cái kinh nghiệm chăm sóc mai vàng cũng như là giao lưu mua bán học hỏi ha. Thì đây là mình chia sẻ kinh nghiệm ghép cây mai. Rồi xong rồi đó các bạn, thì xin cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn sẽ ghép thành công ha. Xin chào.